Giữa tin đồn gây náo loạn mạng xã hội, hot girl Linh Trương có màn đáp trả căng đét. Cô gái sinh năm 2K1, Linh Trương, tên thật là Trương Diệu Linh, quê ở Hà Tĩnh. Mới 22 tuổi nhưng cô gái này đã nắm trong tay khối tài sản cách xù. Nào là biệt thự 30 tỷ, xe Porsche siêu xịn và hàng loạt đồ hiệu đắt đỏ chỉ sau hơn 1 năm chăm chỉ chụp mẫu ảnh. Không chỉ thế, thời gian gần đây, cô còn làm một điều mà ít ai làm được, đó chính là làm náo loạn cả cõi mạng. Sở hữu nhan sắc được nhiều người ví như Phạm Văn Băng phiên bản Việt. Cái tên Linh Trương ngày càng hot trên mạng xã hội, nhưng đi kèm theo đó là những tai tiếng cũng không kém phần nổi tiếng. Tiết lộ bí mật cực sốc, hot girl LT 2K1 nhận các tour du lịch Malaysia, Sing, Nhật, Hàn, châu Âu và Dubai với giá từ 20.000 đến 45.000 đô trong 4 ngày 3 đêm. Full combo chọn gói từ A tới Z plus, Z cộng đấy. Anh em chỉ cần chuẩn bị hai thứ thôi, đó chính là tiền và sức khỏe. Nếu các bạn đang thắc mắc hot girl LT là ai, thì các bạn biết thì còn hỏi. Giữa những tin đồn không mấy hay ho về mình, hot girl Linh Trương đã có một pha đáp trả đét ngang Sony. Rõ ràng từ một cô gái, ví dụ như một cô gái nông thôn bình thường ấy, hôm sau 1, 2, 3 năm, xong em thay đổi rất ngoạn mục, em xinh đẹp hơn rất nhiều, em múa hát rất là nhiều, em lại ăn mặc toàn đồ đẹp. Và trong khi đó công việc của em đi làm, người ta không rõ ràng là em đã phải hy sinh cái gì. Làm sao mà họ có thể hiểu được? Khi mà mình đi chụp ảnh cho các nhãn hàng ở tất cả các khách sạn, thì mình đã nhân cái cơ hội làm việc đó, mình chụp ảnh, mình làm branding đó, để có thể up được hình ảnh của mình lên. Wow. Vì cộng đồng mạng đồn không vui nên Linh Trương đã căng rồi đấy. Nhưng lạ ở chỗ là hot girl này càng lên tiếng giải thích thì cộng đồng mạng lại càng không tin. Còn bạn nghĩ sao về màn đáp trả này của Linh Trương? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.